Dạ rồi, cho em xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay em sẽ cập nhật cái video buổi trưa đầu giờ chiều vào lúc 11:30 ngày 29 tháng 1 dạ, cho cả nhà cùng biết nhé. Hôm nay quá trời luôn, trời bánh trái luôn nha. Đây cả nhà, những bình bông mới